Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868 186. Thì số điện thoại em có để góc trên màn hình nha mọi người. Trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Hê Ca Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xem máy ủng hộ dùng chúng em nha mọi người. Cái hình thức mua bán cửa hàng thì ship toàn quốc, anh em ở đâu em cũng có thể ship tới nơi được cho mình hết nha. Dạ, em báo trên video thì đã bao gồm cả phí vận chuyển cho mình rồi, kèm theo 3 món phụ kiện đi kèm là tiếp dũa chỉnh nha mọi người. Anh em ưng cái máy nào thì chốt cọc bên em 200.000, bên em buôn bán có nhận cọc nha. Video này em cũng có nói rồi mọi người. Rồi cho em xin số điện thoại và địa chỉ em gửi máy đi cho mọi người. Trước khi gửi máy đi em sẽ có một cái video test nổ nhớt nhau ra ok à, rồi ga anti, nắp xăng, nắp nhớt không chảy và số series con máy để anh em yên tâm khi nhận máy nha mọi người. Tới nơi đúng con máy thì anh em thanh toán và test nổ đúng thì thanh toán số tiền còn lại cho shipper nha. Rồi ngày hôm nay thì em lên cho mọi người 7 con máy cưa. 7 con máy cưa thì có các dòng như tay cục này mọi người, rồi sử dụng gia đình hoặc là anh em đi khai thác bán chuyên nghiệp hoặc là đi khai thác chuyên nghiệp đều ok hết nha. Rồi em quay chi tiết nha mọi người. Con số 1 nha mọi người. Con số 1 là con tới từ thương hiệu của thằng Ryobi nha. Ryobi cái này tay cục nha mọi người. SE 2500V, con này 25cc phù hợp cho anh em sử dụng gia đình hoặc cắt tỉa cành nhánh làm bonsai cây cảnh. Đặc biệt con này đi với nó là sợi xích đuôi nha mọi người, sợi xích đuôi, không có mắc nối, nó liên tiếp là mắc luôn nè. Rồi lam thì lam kiếm nha, lam kiếm đầu Latin, lam nhỏ để anh em mấy cái lam này thì anh em làm mộc này hoặc là anh em làm bonsai cây cảnh rất là ưa chuộng cái dòng lam này nha mọi người. Nhỏ gọn nè, rồi nó tiện dụng nữa, thao tác nó dễ dàng nha. Cây lam cây máy thì còn rất là đẹp nha mọi người, lam máy đẹp nè, đó tem mạc đầy đủ. Con này thì tích hợp cho mình nùm búa bơm xăng nằm đây, e gió nằm bên này, kéo ra là đóng, đẩy vào là mở nha. Công tắc nằm phía trên đây mọi người, lên là mở xuống là tắt. Đằng trước là chỗ để nhiên liệu, đằng sau là nhớt vô chân lam xích. Con này thì đang chạy chân sinh chuột nha mọi người, chân sinh chuột. Đó, lam nó thì mặt cắt nó nằm khoảng cỡ 25-26cm nha mọi người. Đó. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con số 1 nha, con số 1 nổ rất là bốc nha mọi người. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 2.200.000 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha. Em qua con số 2 mọi người, con số 2 cũng là Ryobi, dòng này như dòng của thằng G320 mọi người, 32cc phù hợp cho anh em sử dụng gia đình, đi sử dụng gia đình dọn vườn rẫy, cắt củi, nấu bếp rồi nấu rượu đồ á, sử dụng mấy cái con này rất là ok luôn, chạy rất là bốc nha mọi người. 3235 này, 32cc, sử dụng hai ốc xiết lam đó, cây lam còn chữ nha mọi người, mặt cũng đẹp nè. Con này thì đang chạy chân sên 91 đó, mặt cắt con này nằm khoảng cỡ 30 đổ lại nha mọi người, 30-35 đổ lại. Rồi để em đi lấy cái thước đo chắc chắn luôn. Rồi đây nha, mặt cắt của con này đó, 35 đổ lại nha mọi người, mặt cắt 35 đổ lại, đang chạy chân sên 91, lam sên thì nguyên bản theo máy luôn nha, rất là dày, lam sên vẫn rất là đẹp nè mọi người. Con này thì hai cái nắp xăng nhớt nó nằm đây nha, nắp to là chỗ để nhiên liệu mọi người, nắp nhỏ là nhớt vô chân lam xích. Đó, e gió thì nằm phía này, lên là đóng, xuống là mở, tích hợp cho mình nùng búa bơm xăng nằm đây, công tắc nằm dưới này mọi người, lên là mở xuống là tắt, tem mạc còn nguyên nha, ngoại hình rất là đẹp nha mọi người, bô bọng sáng tinh nè. Đó, sử dụng hai ốc xiết lam. Rồi em qua phòng tiếng nổ của máy luôn ạ. Thank you.
Con này con số 2 nha, Ryobi 3235, công suất 32cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình, cắt dọn vườn nhà, sử dụng để cắt củi đồ trong vườn, dọn vườn rẫy đồ rất là ok nha. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 2.200.000 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha mọi người. Ngoại hình rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha. Em qua con số 3 nha mọi người. Con số 3 là con tới thương hiệu của thằng thằng Echo. Echo này là Kyoric Green nha mọi người. Cái dòng Green thì được, nó là cái dòng môi trường xanh đó mọi người, dòng môi trường xanh, khí thải nó ra ít, thì cái con này chạy rất là tiết kiệm xăng cho mình nha. Con này đặc biệt rất là chạy, rất là tiết kiệm xăng. Công tắc nằm đây nha mọi người, lên là mở, xuống là tắt. Con này thì e nó nằm bên hông, e gió tự động nha. Đó, mọi người kéo ra đẩy vào hỗ trợ 30% ga, bóp trở về gan tay bình thường. Con này thì có tích hợp nồng bố bơm xăng nằm đây nha, sử dụng hai ốc xiết lam, nồng bọng còn đẹp, trắng tinh nè mọi người. Đó, ngoại hình khá là ok nha. Con này đặc biệt tích hợp cho mình cái mặt giật trợ lực lớn, mấy bác lớn tuổi hoặc mấy anh nào mà muốn sử dụng một con máy mà nó quá trình khởi động nó dễ dàng á, thì có thể sử dụng mấy cái dòng mặt giật trợ lực lớn đó nha mọi người, cực kỳ nhạy nổ luôn, giật cũng rất là dễ dàng. Đằng sau chỗ để nhiên liệu mọi người, đằng trước là nhớt bôi trơn lam xích, ngoại hình khá là đẹp nha. Đó, con này thì đang chạy cái lam sên riêng nguyên bản theo máy nè. Đó, Green lam sên riêng nguyên bản nha. Con này thì chạy sên 91 mọi người, đang chạy trên sên 91. Mặt cắt của con này cũng khoảng cỡ 35 đổ lại nha. Đó, tăng sên nằm đây nha mọi người, tăng sên nằm đây. Ngoại hình khá là ok nha. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con này con số 3 nha mọi người, Echo Kyoric Green 35cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình nha. GC35A này mọi người, 35cc. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 2.800.000, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm là tiếp dụ chỉnh nha mọi người. Rồi em qua con số 4 ạ. Rồi con này là con số 4 nha mọi người. Con này tới từ thương hiệu của thằng Huana nha. Huana của thằng Thụy Điển nha mọi người. 238SE thì công suất nó 38cc, đặc biệt con này 38cc lốc nhôm nha mọi người, lốc nhôm. Công tắc thì vẫn quen thuộc của thằng Hu rồi, qua bên phải là tắt nè, bên trái là mở. Đó, con này thì e gió nằm bên này nha, e tự động nha mọi người. Đó. Sử dụng một ốc xiết lam nha, nồng bọng đồ này, còn đẹp nha mọi người. Con này thì đang chạy chân sên 325, cây lam riêng nguyên bản theo máy nha. Đó, ngoại hình nguyên một màu cam, nhìn rất là chắc chắn nha mọi người. Khóa sên hoạt động ok hết nha. Đằng sau là chỗ để nhiên liệu, đằng trước là nhớt bôi trơn lam xích nha. Mặt tiền con này nè, cực kỳ đẹp, lốc nhôm nha mọi người, chưa chắc miếng sơn luôn nè, rất là đẹp nha. Huana con này thì mặt cắt nó dưới 40 nha mọi người, mặt cắt dưới 40, đang chạy chân sên 325 đấy. Đó, em lấy nét đó, Made in Sweden nha mọi người, sản xuất tại Thụy Điển nè. Đó, chạy chân sên 325. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người. Rồi em qua phần tiếng nổ con máy luôn ạ. Con này con số 4 nha mọi người, con số 4, Hu 238,
công suất 38cc. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 3 triệu bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha. Con này 38cc chạy rất là bốc luôn. Được cái lốc nhôm, anh em mà đi khai thác bán chuyên nghiệp hoặc là đi khai thác đó, sử dụng mấy con này vẫn được nha mọi người. Vẫn được sử dụng rất là ok luôn. Tua nó chạy tua cao nữa mọi người. Rồi qua con tiếp theo mọi người. Con này thì là con Sitting MS230C nha. 230C thì nó khác với 230, là con này 230C thì nó là hàng bãi nha mọi người. Hàng bãi 230C thì tích hợp cho mình cái mặt giật trợ lực lớn nha. Ngoại hình của con này mọi người cũng thấy rồi nha. Còn đẹp nha mọi người. Đó. Ngoại hình còn đẹp nha. Con này thì sử dụng ốp lăn xoay nha mọi người. Tăng sên là nằm trên này. Đó, mặt tiền. Đó, rất ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Đó, tem nè. Tem còn màu bị chóc rồi nha mọi người. Đó, tem của nó vẫn còn đây. Đằng sau chỗ để nhiên liệu, đằng trước là nhớt bôi trơn lam xích. Vẫn sử dụng công tắc kép nha. Đó, ngoại hình mọi người cũng có thể thấy cực kỳ đẹp nha. Con này thì 230 thì công đây mọi người, thông số rồi nó nằm trên đây nha. Đó, 230 40,2cc. 40,2cc cho anh em về đi khai thác bán chuyên nghiệp sử dụng rất là ok nha. Anh em đi cắt thì sử dụng mấy cái con 230 này thì tua nó cao nha mọi người. Tua nó cao. Rồi đang chạy sên, đang chạy lam sên riêng nguyên bản theo máy mắt in gap money nè mọi người. Đang chạy chân sên 325 nha. Mặt cắt của con này thì dưới 40 nha mọi người. Mặt cắt dưới 40 sử dụng rất là ok nha. Đó, ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Con này mặt trực trợ lực lớn thì mấy bác lớn tuổi, anh em nào muốn sử dụng một cái con máy quá trình khởi động máy nó nhẹ nhàng á thì có thể sử dụng mấy cái con này nha. Rồi em có phần tiếng nổ con máy luôn ạ. Con này con số 5 nha mọi người. Mọi người cũng nghe rồi, chạy rất là bốc, rất là sướng nha. 40,2cc, ngoại hình rất là ok luôn. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 4 triệu 3 nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Đó, ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. 4 triệu 3 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Rồi em qua con tiếp theo ạ. Con tiếp theo là con 024 nha. 024 thì nó là hàng chuẩn Đức rồi. Công suất nòng 42 ly, công suất 42cc, phù hợp cho anh em sử dụng khai thác chuyên nghiệp, khai thác tầm trung sử dụng mấy con này nha mọi người. Đó, ngoại hình của con máy. Con này thì lam sên riêng nguyên bản theo máy nha. Hàng này hàng bãi, em cam đoan mấy cái hàng em đăng lên là chưa qua người Việt Nam sử dụng nha mọi người. Đó, 40cm nha mọi người. Lam 4, mặt cắt cùng 40, đang chạy chân sên 325, lam sên riêng nguyên bản theo máy nha. Đó, xích tin nè mọi người. Vẫn quen thuộc, đằng sau chỗ để nhiên liệu, đằng trước nhớt bôi trơn lam xích. Con này thì công tắc kép bình thường nha mọi người. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con này con số 6 nha mọi người. Con số 6, con này là 024. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 5 triệu mốt nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Mấy cái con này một ốc xiết lam nè, anh em là muốn lên hai ốc thì cứ nói. Cái này thì nó vẫn là hai chân ốc nha mọi người, hai chân ốc nè, thì vặn cái con ốc này ra rồi vặn cái con chân lam, ốc chân lam riêng vô là nó thành hai ốc thôi nha. Thì nhà sản xuất nó làm như vậy cũng đảm bảo độ an toàn cho mình nha mọi người. Rồi 5 triệu mốt bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm.
Em có con cuối cùng nha. Con cuối cùng là con Sitting 026 nha mọi người. 026 thì nòng nó 44 ly, công suất 48,7cc. Trọng lượng, cách dùng thì nó y chang như cái con 024 hồi nãy nha mọi người. Nhưng mà cái con này nòng bọng nó lớn hơn, công suất nó sẽ lớn hơn. Mục đích sử dụng thì vẫn là khai thác tầm trung, khai thác chuyên nghiệp cho anh em sử dụng cường độ cao. Con này thì sẵn hai ốc xiết lam rồi nè mọi người. Lam thì nó có một vài vết chóc nha. Thì mọi người cũng có thể thấy ngoại hình của máy khá là ok nha mọi người. Đó, con này bình xăng trong nha, thấy lượng xăng bên trong. Ngoại hình khá là ok, nhưng mà em rửa mọi người nên em lấy máy xịt, em xịt đó, xịt nó bị chóc mất cái sơn mặt tiền này nha. Thì em sẽ giảm giá tiền xuống để anh em sử dụng. Con này thì đang sử dụng chân sên 325 riêng nguyên bản theo máy. Sợi sên này gần hết, em sẽ đổi cho mọi người sợi sên khác nha. Mặt cắt của con này 45 nha mọi người. Đó, làm tản nhiệt đầu nối nha. Đang chạy chân sên 325. Đó, anh em nào mà muốn sử dụng một con máy ngon thì không quan trọng cái hình thức bên ngoài, thì cái này là lỗi cũng do em mọi người. Còn anh em nào muốn dầm tút lại cho nó đẹp, em cũng dầm tút được nha. Anh em nào muốn sử dụng một cái con máy ngon mà không quan trọng hình thức bên ngoài, có thể lấy cái con này nha mọi người. Đó, mọi người cũng có thể thấy nha, đuôi máy hoặc là ấy gì nó vẫn còn sáng trưng đẹp hết nha mọi người. Đó, đây nè, ốc ít còn vàng ươm nè. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con này con số 7 nha mọi người, Sitting 026 48,7cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình, sử dụng khai thác chuyên nghiệp nha. Anh em sử dụng gia đình cũng được mọi người, nhưng mà cái con công suất cao thì phù hợp cho anh em sử dụng khai thác nó phù hợp hơn nha. Anh em chạy cường độ cao, lóc nó bằng nhôm đó mọi người. Anh em chạy cường độ cao từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều thì sử dụng mấy cái con này đảm bảo an toàn, không có sợ bị cháy lóc nha. Rồi, con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 5.400.000 nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha mọi người. 5.400.000 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Ngày hôm nay thì em có lên cho mình 7 con máy cưa phù hợp với mục đích sử dụng của mọi người, thì mọi người gọi điện số điện thoại ủng hộ cửa hàng em nha mọi người. Rồi em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ cửa hàng em ạ. Anh em thấy hay thì cho em xin một nút like nha, một nút đăng ký kênh để em lên cái con máy thì phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình á, thì anh em ủng hộ cửa hàng nha mọi người. Rồi chào mọi người ạ, hẹn mọi người video tiếp theo.